Hello, chào tất cả các chị thân mến. Thì lâu lắm rồi mình không có làm cái video Zoom nào, cái video về kiến thức. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một xíu, nó khá là quan trọng mà mình thấy trong giai đoạn vừa rồi có rất nhiều anh chị các bạn mắc phải. Thì cái video này nó cũng sẽ nằm trong cái chuỗi video về cái kế hoạch và cái chiến lược đầu tư. Cái này nó rất là quan trọng nha các bạn. Bởi vì tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn đang mắc phải những cái sai lầm như kiểu này. Và những cái sai lầm này nó rất là nghiêm trọng. Nếu mà các bạn không có định hình được thì tôi chắc chắn cho dù thị trường nó đi lên uptrend hay là downtrend, các bạn vẫn cứ mất tiền. Và hôm nay trong một cái đoạn chat với các bạn mà trong cái nhóm mình hướng dẫn mình thấy có cái key này nó khá là hay. Thế nên là mình chia sẻ cho các chị một xíu. Thì có một số cái câu hỏi mà các bạn cần lưu ý như thế này nè. Thế thì cái việc mà dự đoán đúng giá của Bitcoin nó có thực sự quan trọng hay là không? Đây là một cái câu hỏi mà tôi thấy số đông á, rất nhiều anh chị các bạn lên những cái hội nhóm về xe kèo này, các bạn lên những cái hội nhóm về phân tích, rồi rằng là gì, các bạn sẽ nghe một cái người A họ phân tích ví dụ giá Bitcoin nó đi lên trên này, rồi nếu như các bạn nghe thêm một cái người B nữa, cũng là một cái người có tầm ảnh hưởng, xong rồi nói giá Bitcoin nó sẽ tiếp tục giảm. Thế thì câu chuyện bây giờ các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ tin cái người người nào, đúng không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Ví dụ như trường hợp trước, các bạn nghe theo người A, người ta nói giá nó tăng, đấy, và các bạn tin tưởng. Nhưng sau đó tại cái vùng này người A là họ lại nói tăng tiếp, và lần này là gì, giá nó giảm. Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ các bạn trust ai, các bạn tin tưởng ai? Thì đây là một cái thứ mà tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn đang mắc phải, thậm chí trong cái nhóm mà tôi chia sẻ, tôi hướng dẫn cũng đang bị cái vấn đề. Thế nên tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cách làm sao mà các bạn có thể đưa ra được những cái dự phóng, làm sao các bạn có thể có cái plan để các bạn đầu tư. Chứ bây giờ mà các anh chị đầu tư mà các bạn cứ đi nghe theo những ai đó hoặc nghe theo người khác thì các bạn đầu tư tâm nó có ăn không? Nên đó lý do vì sao mà các cái video của tôi các bạn là tôi hầu như tôi không có úp đất cái giá của Bitcoin nó đi như thế nào nữa. Tôi sẽ cho các bạn thấy cái câu chuyện ở đây vui lắm các anh chị này. Đây đây là cũng là một cái nhóm mà tôi chia sẻ, tôi hướng dẫn trong cái nhóm này. Các bạn biết trong cái nhóm này tôi chia sẻ rất là nhiều những cái nhận định, cái xu hướng của Bitcoin cũng như là giá của nó đi như thế nào. Và tôi giải thích rất là cặn kẽ cái việc là tại sao thị trường nó đi như vậy. Nhưng mà các bạn biết chỉ số ít người họ tận dụng được. Còn lại là gì? Số đông là không tận dụng được. Thế thì câu hỏi đặt ra tại sao lại như vậy? Thì đây là cái thứ mà tôi cũng thực sự là rất là quan tâm đó các bạn. Bởi vì tôi thấy cái việc nhận định đúng cái giá của Bitcoin á, nó không phải là yếu tố giúp cho các bạn chiến thắng đâu. Các chị biết tại cái thời điểm lúc mà Bitcoin á, nó đi lên trên cái vùng á, là gì, ở vùng này á, là hơn 30.000 đô này. Cái vùng này á, thì là một cái vùng nó khá nhạy cảm. Thì tôi có nói với các bạn trong group cái vùng này nó FOMO rất là mạnh. Nhưng mà cái thời điểm á, tôi thấy một số cái thông tin nó bất ổn thì tôi thông báo với các bạn. Mặc dù là BTC nó đang tăng mạnh này, nhưng mình cảm thấy có những cái thứ nó hơi bất an. Có thể là có một cú sập điều chỉnh để anh em nằm ở trên đỉnh và anh em có lời chốt đi hoặc là giữ SL hợp lý. Thì sau đó chỉ khoảng tầm là một vài tiếng thôi thì bắt đầu là gì, Bitcoin nó giảm, có một cái cây nến, và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy hiện tại bây giờ Bitcoin đang nằm ở cái vùng này, tức là tại thời điểm tôi dự phóng nó sập nó nằm đây các bạn. Thì câu chuyện là gì, câu chuyện á là tôi muốn đặt câu hỏi với các bạn là có bạn nào mà trong lúc các bạn đang hưng phấn, các bạn đang thắng như thế này á, các bạn rời bỏ thị trường không? Tức là các bạn chốt lời để đứng ngoài chờ cơ hội. Chốt lời để đứng ngoài chờ cơ hội không? Các bạn hãy thực sự nghiêm túc nha. Bởi vì là gì, cái việc mà dự đoán đúng sai các bạn, cái việc dự đoán giá đi lên đi xuống không quan trọng lắm đâu. Mà quan trọng các anh chị có cái plan, các bạn chuẩn bị cho cái việc là gì, dự phóng của các bạn. Ví dụ các bạn dự phóng giá tiếp tục lên tiếp thì nếu như mà giá nó rơi thì các bạn sẽ stop loss tại cái điểm nào? Đây là cái thứ mà rất quan trọng.
Nếu như các anh chị stop loss tại cái vùng này, tôi ví dụ tại cái đáy phía dưới này đi, thì qua đây các bạn đã stop loss tại vùng này thì các bạn đâu bị đu đỉnh nằm ở dưới này đâu. Nên cái việc dự phóng giá nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là cái cách các bạn hành động. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Thì các bạn thấy rằng là gì? Tôi cho các bạn ấy chốt lời đó, và có những cái dấu hiệu thực ra là gì, phân tích kỹ thuật các bạn nó dễ, không có khó để mà học đâu. Nhưng quan trọng là ít ai mà chịu rời đi khi mà các bạn đang ăn đó. Các bạn chị hiểu vấn đề không ạ? Nó tại sao thì mình chốt lời gần hết. Thì câu chuyện ở đây này, tôi hỏi các bạn ấy là cái việc mà trong giai đoạn vừa rồi ấy, cái khả năng dự phóng ấy, nó như thế nào? Thì hầu như bạn nào cũng nói là cái khả năng dự phóng nó đúng 99%, 99. Ở đây không phải là tôi nói để mà tôi nói tôi dự phóng đúng các bạn, mà là vấn đề nằm ở chỗ này nè. Nằm ở cái việc thông thường các bạn hay lên trên cộng đồng, xong rồi là gì, các bạn nghe theo dự phóng ai đó. Nhưng mà cái bản chất các anh chị là, bản chất là gì? Cho dù các anh chị tài năng thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ có lúc các bạn dự phóng nó sai. Chắc chắn các anh chị ạ, chắc chắn sẽ có lúc các anh chị dự phóng nó sai và nó không đúng. Nhưng cái câu chuyện đặt ra là cái người nào họ hạn chế được cái thiệt hại ở mức thấp nhất, thì đó mới là vấn đề các bạn. Tức là khi mà giá đi ngược với dự phóng của họ mà họ thiệt hại ở mức thấp nhất, thì cái người đó họ sẽ tồn tại được trong cái thị trường này. Thế nên câu chuyện cái skill các bạn, cái kỹ năng nó mới là quan trọng. Cái kỹ năng nó mới là quan trọng. Và cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn ở đây, thực ra tôi cũng chia sẻ điều này cho các bạn biết này. Đây là một cái cách mà tôi cũng đã trải qua rất nhiều cái sai lầm mà tôi đúc kết ra được. Cái chỉ để mà có thể đi đến cái ngày hôm nay là cá nhân tôi cũng trải qua rất là nhiều. Và tôi chia sẻ điều này nha các anh chị, để mong muốn rằng là gì, các bạn biết một cái cách để các bạn học tập, và các bạn biết cách các bạn định hướng đúng. Thì thông thường số đông mà các anh chị vào một cái group nào đó là các bạn mong muốn khai thác là gì, à người ta dự đoán giá đi lên hay đi xuống như thế nào. Và thông qua cái việc người ta dự đoán giá như vậy, dự phóng giá như vậy, các bạn gọi là các bạn nhìn vào đó, các bạn lấy cái kết quả đó để các bạn giao dịch, các bạn mua hay là các bạn bán. Thì thông thường mà như vậy á, thì sẽ dẫn đến cái việc các bạn sẽ không biết. Các anh chị hãy tưởng tượng này, khi bây giờ người ta nói giá Bitcoin nó sẽ tăng, Bitcoin nó sẽ tăng tiếp. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là các anh chị có thực sự hiểu được tại sao người ta dự phóng như vậy không? Tức là giá nó tiếp tục lên. Và câu hỏi đặt ra rằng là gì? À nếu như mà cái dự phóng nó không giống như cái kỳ vọng của họ, bây giờ nếu giá nó không đi lên mà bây giờ nó đi xuống, thế thì hành động của các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ cắt lỗ tại vùng nào? Cái việc các bạn phân bổ vốn đã làm sao? Cái chiến lược các bạn đi như thế nào? Thì đó là cái thứ mà các anh chị cần phải quan tâm. Nhưng mà tôi thấy thông thường số đông là các bạn cứ đi theo kèo thôi. Và tôi nói các anh chị, cái việc mà thắng một hai kèo nó không có ý nghĩa. Ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy ví dụ nè. Đây là những cái trăn trở của một số bạn trong group này. Tức là câu chuyện đặt ra này là bạn này bạn sẽ đang vướng cái vấn đề là khi giá nó đang tăng giảm xuống thì mình là cứ nghĩ nó điều chỉnh. Vì mấy đỉnh trước ví dụ như RSI thấp hơn mà giá vẫn cao hơn, thường là tầm 3 đỉnh. Nhưng mà câu chuyện rằng là gì? Đa số các bạn là mua oncoin, xong rồi BTC mà nó giảm một chút á, là coi như là gì? Ăn được bao nhiêu thì hòa vào lỗ hết. Tức là trước đó kiếm được bao nhiêu tiền thì sau đó trả lại hết. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề là cuộc chơi của Bitcoin. Các bạn, cuộc chơi của Bitcoin và oncoin của thị trường này nó đã set up rồi. Thế nên cái việc của mình là gì? Mình phải thực sự biết thời điểm nào mình nên là gì? Các bạn sẽ tập trung vào Bitcoin. Thời điểm nào mình nên chốt lời, thời điểm nào mình đứng ngoài thị trường. Và nó phải có chiến lược. Còn thông thường số đông các bạn sẽ mua oncoin. Và oncoin mà ví dụ như là Bitcoin nó giảm khoảng tầm 5-10% thì oncoin ít nhất phải giảm 30-50%. Thông thường là vậy. Các bạn phải biết khi nào Bitcoin nó đạt đỉnh hoặc là ở nằm mức điều chỉnh thì mình phải né đi. Ví dụ như cái đợt mà điều chỉnh thì sao? Tôi biểu các bạn ấy ở ngoài thị trường. Nhưng ít bạn làm theo các bạn. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao lại như vậy? Thì tôi nói các anh chị, cuối cùng vẫn là cái sự hiểu biết, vẫn là cái kiến thức, vẫn là cái trải nghiệm của các bạn. Nếu mà các bạn không biết quản lý lệnh, không biết chốt lời và đứng ngoài thị trường, khi cần thiết thì kiếm bao nhiêu trả lại hết. Nên tại sao tôi nói các bạn ấy phải đứng ngoài thị trường? Và đặc biệt các bạn thấy là có những cái quy tắc các bạn.
Ví dụ các bạn thấy là dòng tiền đầu tiên nó đổ vào Bitcoin, sau đó rằng là gì, các bạn sẽ thấy rằng là gì, dòng tiền sau đó là gì đổ vào Topcoin, đến coin low cap, và bây giờ các bạn thấy rằng là gì, những meme coin đang bay, một số cái meme, thì lúc này rằng là gì, nó có thể rằng là gì hoàn thành một cái đợt mini uptrend đợt vừa rồi. Thì các bạn lưu ý này, thông thường rất ít người nhận ra là các bạn đang ở trên đỉnh cho đến khi rằng là gì thị trường nó đi vào cái down. Nên đó là lý do tại sao mà cần cái sự tỉnh táo. Và thông thường là gì, cá nhân tôi sẽ ít đưa ra những cái nhận định ở bên ngoài, bởi vì các bạn biết rằng là gì, khi mà đưa ra những cái nhận định như vậy á, ngay cả bản thân tôi cũng bị cái áp lực. Bởi vì rằng là gì, các bạn biết rằng là gì, sẽ có rất nhiều những cái biến số, nó sẽ xoay quanh cái việc là gì, giá Bitcoin có thể tăng tiếp hay là giảm. Ví dụ các bạn biết rằng là gì, ví dụ bây giờ nếu như mà thông tin, có một số thông tin tích cực thì giá Bitcoin là cứ tiếp tục được đẩy lên, đúng không? Nhưng mà nếu như mà những cái thông tin không tốt thì sao, Bitcoin nó cứ tiếp tục đi về tìm cái đáy. Và rằng là gì, các bạn thấy rằng là gì, đây là một cái nhịp hồi cần thiết của Bitcoin. Các bạn hiểu câu chuyện này. Một cái nhịp hồi cần thiết để rằng là gì, một cái quá trình thanh lọc mà. Cá nhân tôi nhận định rằng các bạn, nó vẫn là gì, trong một cái giai đoạn sóng hồi thôi. Chứ còn cái giai đoạn này là gì, các bạn mà nghe theo ai đó họ nói rằng là gì đang uptrend thì câu chuyện là hơi bị căng đấy. Tôi không nghĩ rằng là gì uptrend đâu các bạn. Thì tùy theo mỗi người thôi, nhưng mà tùy theo chiến lược. Là gì, mình phải có những cái chiến lược để mà rằng là gì, khi giá nó tăng, khi giá nó đi như thế nào, mình có những cái dự phóng. Các bạn hiểu câu chuyện hả? Câu chuyện là gì, khi mà các bạn có những cái dự phóng á, thì các bạn sẽ biết cách các bạn hành động với thị trường. Nên đó là lý do tại sao tôi chỉ nói các bạn là gì, trong đầu tư các anh chị làm gì thì làm, các bạn cần phải thực sự hiểu được các bạn đang làm gì. Các bạn cần phải làm gì tỉnh táo, các bạn cần phải có cái tầm nhìn, và mọi thứ nó đều là kiến thức các anh chị. Thì cái nhóm này cũng vậy thôi. Trước đây các bạn biết rằng là gì, tôi hay chia sẻ là gì, nên mua con nào, nên mua coin nào, rồi vùng giá nào thoát hay gì vậy. Nhưng mà rằng là gì, khi mà đưa ra những cái đó, các bạn biết rằng là gì, group mà chúng ta đông, mà khi mà mua như vậy, ví dụ các bạn thấy rằng là gì, nếu như có những cái trường hợp mà tôi sai thì tôi có thể xử lý ngay, nếu như mà gì mình mua một mình. Nhưng khi mà các bạn hãy tưởng tượng, khi mà nói anh em mua một đồng coin A nào đó, một đồng coin B nào đó, xong rồi rằng là gì giá nó không tăng như kỳ vọng, sau đó nó giảm, thì cái việc rằng là gì thừa nhận mình sai là một cái điều nó rất là khó khăn các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng là gì, trong thị trường này thì khi mà các bạn giao dịch một mình, khi mà các bạn là gì đứng trước cái việc các bạn dự phóng, thì là gì câu chuyện mà các bạn sai là chuyện bình thường. Thị trường đầu tư tài chính này, các bạn nhớ kỹ, thị trường đầu tư tài chính, thị trường crypto, thì chắc chắn là sẽ có lúc các bạn sai. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái người mà họ nhìn ra được, họ nhìn ra được câu chuyện rằng là gì họ sai, họ nhìn ra được là gì họ cần có cái sự điều chỉnh, họ nhìn ra được là gì họ cần có cái sự là gì thay đổi. Thị trường này là phải là như vậy. Thế nên cái việc là các bạn, nếu như mà các anh chị còn đi với cái thị trường này dài hơi, thì câu chuyện rằng là gì các bạn sẽ cứ còn mãi là còn cái sai. Nên cái việc dự đoán giá của Bitcoin á, nó có thực sự quan trọng hay không á, thì hồi nãy mình có nói với các bạn á, là nó không thực sự quan trọng lắm đâu. Bởi vì là gì, quan trọng nhất là cái kỹ năng xử lý của các bạn á. Tôi cũng dự phóng sai nhiều các bạn, nhưng mà khi sai là gì tôi trả giá ít nhất, và khi mà đúng thì tôi kiếm được nhiều, tôi giữ được tiền tại những cái giai đoạn thị trường nó không gọi là nó không thực sự thuận lợi. Tại sao mình lại vào tiền trong cái lúc mà là gì không có lợi thế cho mình, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Rồi, một cái tư duy này tôi muốn chia sẻ với các bạn này. Sắp tới tôi sẽ cập nhật cho các bạn một số cái trên cái kênh này, để cho các anh chị có thể thấy được rằng là gì, các bạn cần phải thay đổi rất nhiều những cái tư duy về trading và đầu tư trong cái thị trường này. Có rất nhiều người sẽ nói với các bạn rằng là gì, long short, bản thân tôi cũng bị các bạn, bản thân tôi cũng đã từng bị những tư duy này. Sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng là gì, trading không giàu, long short là chỉ có cháy tài khoản, gọi là hold to die hay gì vân vân. Thì các bạn sẽ thấy những cái bài học như thế này nha. Nếu như các anh chị mà vào trong cái thị trường mà trong giai đoạn uptrend, thì nếu như các bạn mua tại cái vùng giá này này, các bạn mua những đồng coin tại vùng giá này mà các bạn hold lên tại cái vùng này á, thì cái việc mà ít 50 lần á, ít 100 lần á, là câu chuyện hết sức bình thường. Thế thì là gì? Cái vùng này câu chuyện là gì? Hold to die là đúng, đúng không? Nhưng nếu như các bạn mua những đồng coin mà trên tại những cái vùng này, xong rồi các bạn hold,
thì chắc chắn câu chuyện rằng là gì, là how to die ở đây là die thiệt đấy. Và sẽ có những giai đoạn các bạn hãy tưởng tượng rằng thì nếu như các bạn có kiến thức nha, các bạn sẽ tận dụng này, các bạn mua Bitcoin tại vùng này, lên đây các bạn thoát ra, đúng không? Các bạn chờ về vùng này các bạn mua, các bạn lại tiếp tục nắm giữ tăng được cái số lượng Bitcoin, lên tại vùng này các bạn thoát ra, đúng không? Rồi về lại vùng này là gì? Các bạn thoát ra, các bạn thoát ra tại vùng này đúng không? Các bạn chờ đợi về tại vùng này các bạn thoát ra, thì rằng là gì, các bạn sẽ tăng được cái số lượng Bitcoin rất là nhiều. Đấy, đó là với spot. Nhưng các bạn hãy tưởng tượng nếu như các anh chị có cái skill, kỹ năng giao dịch tốt, các bạn hãy tưởng tượng các bạn mua tại vùng này các bạn thắng. Xong tại vùng này thay vì các bạn kiên nhẫn chờ đợi thì các bạn có thể làm một cái lệnh short đúng không? Rồi tương tự về đây các bạn có thể rằng là gì, mua vào tiếp tục này thoát. Rồi rằng là gì, các bạn có thể làm một cái lệnh short tại đây. Nên cái câu chuyện là gì, các bạn cần phải thực sự hiểu về những cái nhịp của thị trường. Thông thường là gì, trước đây tôi cũng hay úp lên cái Facebook á, là những cái nhận định. Nhưng mà hôm trước tôi có úp một cái nhận định thì có một bạn họ là vào nói như này, Bitcoin nó sẽ lên 50k, 100k. Thì thực ra là nó cũng tư duy đó các bạn, tùy theo mỗi anh chị có một cái góc nhìn và chiến lược. Nhưng ví dụ cách của tôi nè, khi tôi đã nhìn thấy cái vùng này bất ổn thì cái việc của tôi là gì, tôi sẽ thoát và tôi sẽ chờ đợi tại cái vùng tốt hơn để tôi mua vào. Thì rằng là gì, nếu như các bạn vẫn nắm giữ tại vùng này thì giá nó quay về đây ấy, là các bạn huề vốn đúng không? Nhưng mà về đây là gì, tôi sẽ gấp đôi, tôi sẽ có lợi nhuận gấp đôi. Thế thì câu hỏi đặt ra rằng là gì, cái việc mà tôi làm cái điều này ấy, là nó đúng hay là sai? Các chị hiểu câu chuyện ạ? Cái việc mà tôi làm điều này đúng hay sai? Thì sẽ có rất nhiều người nhìn vào đây, các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ nói rằng là gì, trading này, trading không có tốt, nhảy qua nhảy lại nó mất coin. Rồi nhiều bạn sẽ nói rằng là gì, đảo ngắn hạn quá hay gì đó. Thì cuối cùng tôi chỉ nói với các bạn rằng là gì, các bạn thực sự có kỹ năng đó hay là không. Và sắp tới tôi cũng sẽ show cho các bạn một số cái, tức là mục đích của tôi show nha các bạn, là tôi muốn nói với các bạn rằng là gì, các bạn cần phải thay đổi cái tư duy, cần phải thay đổi cái mindset về trading và đầu tư trong thị trường này. Bản chất cuối cùng là gì, mình vẫn hiểu cặn kẽ, mình hiểu cặn kẽ được cái việc mình đang làm, mình có những cái dự phóng, mình có cái kế hoạch. Chứ không phải là gì, nhiều người nói rằng là gì, trading không giàu. Thực ra là gì, trước đây tôi cũng có những cái tư duy như vậy. Nhưng mà khi mà tôi dành thời gian tôi đào sâu vào, các bạn thấy là trên cái kênh YouTube tôi đâu có làm nhiều video đâu. Bởi vì thực ra làm video như vậy tốn thời gian lắm các bạn. Chuẩn bị cái slide này, rồi nói chuyện với các bạn, rồi chỉnh edit cái video, nhiều khi là mất cả buổi sáng. Nên rằng là gì, thực ra tôi thấy rằng là gì, cuối cùng vẫn là cái tư duy đào sâu vào trong vấn đề. Thì khi mà hiểu được thì các bạn sẽ tận dụng rất là tốt, và các bạn sẽ có những cái dự phóng. Thế nên rằng là gì, nhiều bạn đã có hỏi, ủa tại sao anh nhìn thấy cái trên vùng này nó có sự bất ổn như vậy? Thì nếu các bạn mà gì hiểu sâu về những cái công cụ dự báo, và các bạn hiểu sâu về cái cách làm giá, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy cái cách mà hôm trước tôi phân tích cái đồng Arbitrum này nè. Nhiều anh chị các bạn là gì, các bạn cứ sợ. Cái này thì tôi cũng kiếm được khá khá. Câu chuyện các bạn thấy là một câu chuyện gọi là bài toán kinh doanh của họ thôi. Đầu tiên là gì, họ sẽ làm cái AirDrop. Các bạn hãy tưởng tượng họ làm cái AirDrop. Và sau đó cái AirDrop á, là gì, các bạn nhận được AirDrop xong các bạn lên sàn, các bạn bán, các bạn xả hết. Thì gì, cá mập á, nó mua được tại cái vùng giá là gì, từ 1.4 đến về cái vùng này nó gom nhiều này, 1.4 đến là gì, 1.2, 1.1. Thì các bạn hãy tưởng tượng rằng là gì, khi mà nó gom được như vậy rồi là gì, thì nó đẩy lên trên này. Đấy, thì các bạn thấy rằng là gì, cái cách tôi thoát trên này khá nhiều, 1.6, 1.7 tôi thoát tại cái vùng này các bạn, tôi không có thoát được ngay tại đỉnh này đâu. Cách của tôi là mua ở đầu gối, gọi là bán ở vai. Vùng này thì tôi thoát ra một mớ, xuống đây tôi lại mua lại, thì lên đây tôi thoát tại vùng này này. Thì câu chuyện là gì, mình hãy biết phân tích nó. Mình phân tích ở đây là gì, tự nhiên các bạn biết rằng là gì, nó AirDrop gần 1 tỷ token. Thì là gì, nếu mà mua tại cái vùng giá này nó phải tầm là gì, nó phải bỏ ra hơi bị nhiều tiền đúng không, cả mấy tỷ đô để mà mua lại, gom lại. Bởi vì khi AirDrop thì các bạn bán, sau đó nó đẩy lên đúng không. Thì ít ra nó đẩy lên, các bạn để ý kỹ này, nó đẩy lên từ dưới vùng này đẩy lên thì ít nhất nó cũng lời được là gì, 40%, 40 gần 50%. Và cho dù cái giá đang giằng co tại cái vùng này thì nó vẫn đang có lời này. Nên cái câu chuyện là gì, các anh chị cần phải thực sự hiểu cặn kẽ nó như vậy, và có cái chiến lược. Đấy, thì quay lại là gì, trong đầu tư và đầu cơ, cuối cùng các bạn là vẫn là gì, dựa vào cái thế mạnh và kiến thức của các bạn. Nên rằng là tôi khẳng định với các bạn là nếu mà đầu tư vào đầu cơ các bạn thì là gì,
đầu tư nó đơn giản hơn đầu cơ nhiều lắm, hơn trading nhiều lắm. Trading các bạn cần phải có rất nhiều cái skill. Còn mà đầu tư thì các bạn sẽ chủ yếu là theo cái chu kỳ thị trường thôi, theo những cái con sóng lớn thôi. Các bạn cần theo dõi các cái khung sóng, ví dụ như H8 là gì là ok. Khi có dấu hiệu, ví dụ như là Arbitrum này nó cũng sẽ có nhịp hồi các bạn, nhưng ở đây dấu hiệu là gì, nó chưa có một cái dấu hiệu của cái việc là gì điều chỉnh, thì mình cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Đấy, khi nào nó có dấu hiệu điều chỉnh, các bạn thấy này, nó tăng giảm sideways điều chỉnh một cái thời gian, thì đây là cái vùng các bạn mua vào đây. Còn các bạn thấy rằng là gì, kiên nhẫn chờ đợi, ít ai chờ đợi được đúng không? Thì quay trở lại câu chuyện là cuối cùng là gì, cần cái skill, cần cái kỹ năng các bạn ạ. Đó là cái thứ mà tôi chia sẻ chân thành với các anh chị là vậy đấy. Nên rằng là gì, cái việc mà các bạn xác định các bạn vào với cái thị trường đầu tư tài chính này á, là đơn vị các anh chị phải xác định nhiều năm. Tôi khẳng định với các bạn luôn là không có chuyện, tôi nói thật nha các bạn, không có chuyện các bạn đi học một cái khóa học nào đó mà trong vòng ví dụ như là 3 ngày hoặc 5 ngày xong về các anh chị đầu tư thành công đâu. Cái đó là ảo tưởng sức mạnh, cái đó là lừa dối, cái đó nó không đúng sự thật. Để mà có thể đầu tư thành công thì các bạn phải cần rất là nhiều năm rồi. Và rất nhiều những anh chị mà các bạn đến với thị trường này với cái mong muốn làm giàu nhanh, hoặc là với cái mong muốn rằng là gì, đầu tư ít công sức thôi, nhưng mà là gì, có kết quả tốt, kiếm được nhiều tiền, thì tôi xin khẳng định với các bạn rằng là gì, đó là những cái tư duy cực kỳ sai lầm. Và cái tư duy đó thì các bạn sẽ trả giá rất là đắt. Không có chuyện mà là gì, các bạn gọi là vào học một xíu, hoặc là gì, ít cái trải nghiệm mà các bạn kiếm được tiền trong thị trường này đâu. Đó là cái sự chân thành đó các anh chị. Tại sao tôi lại làm cái kênh YouTube này? Ở đây tôi sẽ chia sẻ sự thật với các bạn. Cái việc học, cái việc các bạn đi với thị trường này, bởi vì bản thân tôi cũng đã từng bị va chạm, vấp ngã rất là nhiều. Cái việc các bạn tìm kiếm được một cái người thầy giỏi cũng chưa chắc là các bạn thành công đâu nha. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp này thôi các bạn. Rất ít bạn có thể nhìn ra được những cái này. Ví dụ rằng là gì, các bạn thấy rằng là gì, đây là những cái plan, cái kịch bản các bạn cần dự phóng. Các bạn cần phải lên kế hoạch. Ví dụ rằng là gì, khi mà giá Bitcoin nó đang gọi là tăng ở vùng này. Đấy, thì rằng là gì, các bạn cần phải có cái khả năng, các bạn nhìn được rằng là gì, nó sẽ có một cái sóng hồi. Nó sẽ có một cái sóng hồi, các bạn thấy rằng là gì, tôi dự phóng có một cái sóng hồi, anh em cân nhắc chờ đợi tại vùng này. Nhiều bạn là gì, thấy nó tăng mạnh quá, bắt đầu là gì, bay vào, múc ở trên này. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Thì rằng là gì, các bạn không ấy được. Rồi các bạn thấy rằng là gì, đó, các bạn thấy kỹ nha. Khi nó tăng lên thì nó sẽ rơi. Đó, nó sẽ rơi. Thì sao, việc của mình là rằng là gì, mình cần chờ đợi cái dấu hiệu confirm. Dấu hiệu rằng là gì, nó về tại vùng này, nó làm sao mà nó giữ được cái vùng hỗ trợ, nó không phá qua cái đáy thấp nhất này, thì lúc đó là cơ hội. Thì rằng là gì, các bạn thấy rằng là gì, trong đầu tư cần phải kiên nhẫn không? Đó, và các bạn sẽ học cách quan sát, vẽ ra vùng này nó tạo, nhưng đây phải thực sự là cái đáy chưa? Cần phải phân tích, cần phải quan sát. Đó, rồi rằng là gì, tiếp tục nó giữ rất là tốt này. Tại đây là tôi dự phóng rằng là gì, đến lúc nó bay đấy, bởi vì rằng là gì, nó giữ tại cái vùng này rất là tốt. Đấy, thì câu chuyện rằng là gì, sau đó thì nó bật lên. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì tôi ý muốn nói với các bạn ở đây là gì, là cái việc mà các bạn có kiến thức á, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái hướng đi của thị trường. Khi giá nó đang tăng lên như trên này mà rằng là gì, chưa có cái dấu hiệu của cái việc là gì, nó dấu hiệu phục hồi, thì mình phải dự phóng được rằng là nó sẽ phục hồi, nó sẽ có sóng hồi. Rồi khi cái sóng hồi này là cái điểm mình cân nhắc mình mua vào. Các bạn hiểu câu chuyện nên là gì, đầu tư nó đòi hỏi cần phải có cái skill, kỹ năng xử lý, chứ không phải thấy giá nó tăng là các bạn bay vào mua đâu. Và cái cách của tôi là gì, các bạn biết rằng là gì, những anh chị mà họ đi với tôi thì phải làm sao rằng là gì, khi mà đi cùng với thị trường với những cái dự phóng, với những cái cách xử lý tình huống như vậy, thì dần dần là gì, cái skill của các bạn nó sẽ dần tăng lên. Chứ không phải rằng là gì một cái kèo thắng đó các bạn. Tôi khẳng định với các bạn là trong cái thị trường tài chính này không có chuyện rằng là gì bất gọi là kèo nào cũng thắng đâu. Mà quan trọng là gì, các bạn khi mà các bạn thắng được nhiều, khi các bạn thua các bạn trả giá ít nhất. Thị trường này luôn là vậy. Và trong thị trường này các bạn lưu ý kỹ là không có một cái thứ gì nó chắc chắn tuyệt đối cả. Nhưng tại sao rằng là gì, những cái vùng này nó đang rơi tôi không cho các bạn ấy bay vào mua. Mà tại sao khi mà nó tạo đáy rồi, khi đó là gì, một cái vùng này tôi cho các bạn là gì, cân nhắc để bay vào vùng ngoài mua.
Bởi vì rằng là gì, những dấu hiệu trên đồ thị và là gì, cái vùng này các bạn mua các bạn thấy có một cái điểm tựa. Có một là gì, nếu như mà giá nó phá thủng vùng này thì sao, mình mất một xíu cái này. Nhưng sao, cái việc rằng là gì, các bạn biết rằng là giá nó giảm thì nó có phục hồi. Và câu chuyện rằng là gì, mình phải nhìn ra được những cái đó. Một cái người đầu tư chuyên nghiệp, một cái trader phải có cái kỹ năng nhìn ra được những vấn đề và xử lý. Các bạn hiểu 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 câu chuyện hả? Nên quan điểm đúng về trading và đầu tư thì tôi chỉ nói các bạn này, các bạn buộc phải giỏi. Và là gì, đơn vị là gì, các bạn phải đi với thị trường này nhiều năm. Khi các bạn đã gọi là đi với thị trường này nhiều năm và các bạn đã giao dịch nhiều, các bạn đã test nhiều, các bạn đã trải nghiệm nhiều, thì lúc đó các bạn giỏi. Rồi là gì, cái câu hỏi là làm sao để có thể là gì học tập và hoàn thiện các kỹ năng giao dịch và đầu tư. Thì tôi chỉ nói các bạn rằng là gì, đầu tư rất nhiều là gì, thời gian, công sức, tiền bạc vào trong thị trường này và học tập. Và một cái thái độ khiêm nhường và một cái thái độ học tập một cách nghiêm túc. Các bạn không cần sân si với bên ngoài thị trường nữa các bạn. Các bạn không cần, ví dụ các bạn rằng là gì, các bạn dự phóng cái giá Bitcoin ví dụ như là nó giảm, xong rồi nó tăng tiếp hay gì đó. Các bạn không cần phải tranh luận ở bên ngoài cộng đồng làm gì đâu. Các bạn cũng không cần chứng minh rằng là mình đúng đâu các gì. Cái việc các bạn chứng minh mình đúng xong các bạn không kiếm được tiền thì nó vô nghĩa lắm. Nên là cái việc của tôi, các bạn thấy rằng là gì, khi mà tôi hiểu ra một số vấn đề các bạn, tôi bớt cái việc là gì, mình gọi là mình tham gia ngoài bên ngoài cộng đồng, mình cũng bớt cái việc là gì tranh luận, mình cũng bớt cái việc là sân si ở bên ngoài. Mà cái việc của tôi là gì, tập trung vào cái việc là gì, nâng cấp bản thân. Cái việc là gì, tôi chia sẻ cho những anh chị trong group của mình, vậy là đủ. Bởi vì thị trường này các bạn phải hiểu một cái thực tế cái gì này. Thị trường crypto này là một cái thị trường rằng là gì, nơi mà gì gọi là cái cuộc chơi của trí tuệ. Các bạn có kiến thức thì các bạn thắng, các bạn không có kiến thức thì các bạn mất tiền. Và rằng là gì, cái việc của tôi, các anh chị biết rằng là cái kênh YouTube này tôi làm, và bản thân tôi là gì cũng có một cái uy tín nhất định trong cái cộng đồng. Thế nên các bạn biết rằng là gì, cũng có rất nhiều anh chị, các bạn những chủ dự án họ contact, họ muốn hợp tác để làm gì, bơm thổi token này kia vân vân, đủ các kiểu. Thì thực ra khi mà tôi làm cái kênh này, tôi mong muốn là chia sẻ những cái giá trị đến các bạn. Nên là cái việc mà đó thì tôi không nhận lời. Thì tôi chỉ nói với các bạn, cái thị trường đầu tư tài chính này là một cái thị trường mà đòi hỏi các bạn cần phải có cái sự hiểu biết, cần phải có kỹ năng, thì các bạn mới đi được với cái thị trường này bền vững được. Chứ còn nếu như mà các anh chị không có kỹ năng thì tôi khẳng định rằng là gì, chắc chắn các bạn sẽ trả giá rất đắt với cái thị trường này. Nên cái cách của tôi mà tôi hướng dẫn những anh chị là các bạn đi cùng là các bạn có skill, các bạn có cái kỹ năng thật sự. Chứ không phải là gì cái việc mà các bạn là gì, các bạn học cho vui. Thì các bạn biết rằng là gì, có rất nhiều khoa học ở bên ngoài kia. Tôi khẳng định, và bản thân tôi, tôi khẳng định các bạn là gì, tôi là một trong những người mà đi học rất nhiều, tôi học nhiều lắm. Các bạn biết rằng là gì, những cái anh chị, tôi sẽ không nhắc tên, như những anh chị mà gọi là giỏi ở Việt Nam, những người thầy giỏi Việt Nam và một số anh gọi là người thầy ẩn danh, tôi đều học hết. Vài chục triệu, vài trăm triệu, một vài bit là tôi học hết. Thì tôi chỉ nói các bạn này, trong thị trường này là gì, mỗi người sẽ có một cái skill, một cái kỹ năng. Và khi mà các bạn thực sự hiểu được thế mạnh của các bạn, thì các bạn sẽ tập trung vào những cái thế mạnh đó. Và bản thân tôi cũng trải qua rất là nhiều. Tôi trải qua rất là nhiều các bạn, cả cái việc học, cả cái việc va chạm, cả cái việc vấp ngã. Thì tôi đặt rất nhiều những cái câu hỏi. Tức là có một cái cách nào để làm sao là gì, một cái người mới họ bắt đầu thị trường đầu tư tài chính này một cách thật sự nha các bạn, một cách thật sự, chứ không phải là gì những cái khóa học mà kiểu là một cái hệ thống giao dịch gì đó 3 ngày hoặc 5 ngày xong về kiếm tiền được ngay, hoặc là gì một cái hệ thống giao dịch hoặc là một cái phương pháp giao dịch nào đó. Nó không phải các bạn. Khi mà tôi đào sâu vào thì tôi phát hiện ra vấn đề rằng là gì, cái bản chất là con người ta họ cần hiểu đúng về tư duy trước, chứ không phải là gì họ vào họ học về nến đâu các bạn, không phải. Và rất nhiều người chỉ vì là gì, tôi khẳng định luôn là rất nhiều anh chị chỉ vì là gì, cái việc mà họ muốn kiếm tiền, nên thành ra rằng là gì họ dạy nó không có thực sự là gì đào sâu vào, và không thực sự là giải quyết cái vấn đề gốc. Các bạn cần phải làm gì hiểu đúng cái tư duy trước của một cái người đi trong thị trường đầu tư tài chính này. Các bạn biết rằng thị trường đầu tư tài chính này là một cái thị trường rất là mạo hiểm. Và là gì,
Các bạn biết rằng là một cái thị trường nơi mà những cái người không có kiến thức thì họ bị mất tiền. Một cái thị trường rất là khó, chứ không phải là dễ dàng. Các bạn học mất tới 3 năm đến 5 năm trời trong cái ghế nhà trường ở cao đẳng đại học. Các bạn ra các bạn xin việc còn chưa ra gì đúng không? Thế mà bây giờ làm gì có một cái ngành nghề nào mà kiếm nhiều tiền mà chỉ cần học chỉ trong vòng là gì? Một vài ngày, làm gì có các bạn? Không có. Nên những ai họ nói những cái điều đó thì không đúng sự thật. Và các bạn biết rằng là những cái cách mà tôi làm nha các bạn, cái này là tôi chia sẻ thật lòng với các bạn. Đến thời điểm này tôi rất là happy, bởi vì là những cái định hướng của tôi nó bắt đầu nó có kết quả. Các bạn biết đầu tiên là gì? Trong cái nhóm mà tôi hướng dẫn các bạn ấy là gì? Khoảng tầm là gì? Tôi yêu cầu là những bạn mà trong group này nè, đầu tiên là đi cùng tôi 3 năm rồi. Tức là khi mà tôi phát hiện ra một cái điều là những cái anh chị mà họ vào trong thị trường tài chính này họ rất là dễ bỏ cuộc. Và bản thân tôi trước đó thì tôi cũng có những cái nhóm đầu tư. Các bạn hiểu không? Tôi cũng có những cái nhóm đầu tư. Nhưng mà những cái nhóm đầu tư đó khi mà mình làm việc với họ thì mình thấy rằng là gì? Họ bỏ cuộc mau lắm. Họ rất là mau chóng bỏ cuộc. Họ không có chịu kiên nhẫn họ đi với thị trường đâu, bởi vì thất bại thì gì? Mình cũng mất tiền. Nhưng mà họ là gì? Họ bỏ cuộc. Thì mình đặt câu hỏi tại sao lại vậy? Thì đó là tại sao tôi thấy rằng là gì? Cần thiết là gì? Phải đi ít nhất là 3 năm rồi. Thì 3 năm là gì? Con người ta họ mới hoàn thiện được. Thì ai cũng nói rằng là gì? Ok, sẽ cố gắng. Nhưng mà ít lắm các bạn. Nên là gì? Sau đó tôi ngộ ra rằng gì các bạn? Cái việc mà cho kèo, cái việc mà gọi là chia sẻ nên mua con gì bán con gì không phải là một cách làm thông minh. Bởi vì cái cách làm đó là gì? Chắc chắn sẽ đến một cái thời điểm các bạn sẽ sai. Và thời điểm đó rằng là gì? Tôi cũng bị các bạn. Thời điểm nó sai. Và gì? Mình không có xử lý được. Và tôi đặt câu hỏi tiếp tục là làm sao có cách nào để rằng là gì? Để cho người ta có cái skill không? Và tôi nói các bạn là gì? Khi mà có kiến thức, ví dụ như đợt này tôi nói các bạn là một cái cơ hội. Tại thời điểm Bitcoin chỉ có 16.000 đô. Tôi nói các bạn là gì? Có rất nhiều người bỏ cuộc, nhưng mà là gì? Với những cái thứ trải nghiệm mình nói rằng là gì, nó đã có một cái điểm đặc biệt. Đây là một cái cơ hội để các bạn là gì, các bạn tham gia vào tiếp tục. Nhưng mà số ít bạn là gì, tập trung lại. Và các bạn thấy rằng là gì, cái việc thanh lọc. Và các bạn thấy rằng ở đây chỉ còn là gì, 176 bạn. Và ít ra là gì, những cái bạn này bây giờ họ hiểu những cái skill, những cái kỹ năng, những cái thứ mà mình chia sẻ. Và thì họ hợp với cái style, cái cách của mình. Các bạn biết trong thị trường này không có chuyện mà làm giàu nhanh đâu các bạn. Cũng không có chuyện rằng là gì các bạn học một cái skill nào đó trong một sớm một chiều đâu. Thế nên cái cách của tôi hướng dẫn nó sẽ khác với những cái anh chị khác. Bởi vì tôi nói thẳng các bạn là tôi thả cái tâm vào. Các bạn đi kiếm ở Việt Nam này có ai mà họ đi hướng dẫn một cái người đầu tư mà đi 3 năm trời không? Không có ai đâu đúng không? Các bạn đi kiếm không có đâu. Tôi khẳng định các bạn mà cho dù thị trường uptrend, downtrend vẫn đi với thị trường không có ai đâu. Chỉ có mình tôi thôi. Nên thành ra là những anh chị họ... Đầu tiên họ cũng nghĩ này nghĩ kia, nghĩ rằng là lùa gà, lùa vịt này kia. Nhưng một cái thời gian thì họ hiểu được rằng đây là cái cách mà tôi chia sẻ thật. Và đó là lý do tại sao các bạn thấy rằng là những cái cách tôi làm cũng rất là khoa học. Các bạn biết đầu tiên là các bạn vào các bạn phải học những cái nhập môn đầu tư tài chính đã. Những cái các bạn tránh những cái game scam, Ponzi, lừa đảo này kia các bạn phải biết đã. Có rất nhiều anh chị các bạn vào rất là ngây thơ, bị mất tiền, nó phí lắm. Rồi sau đó rằng là gì? Lúc này mới đào sâu vào kiến thức. Đào sâu vào là gì? Các bạn sẽ hiểu về thị trường, hiểu về chu kỳ thị trường như thế nào, ra làm sao rất là nhiều. Rồi những cái kiến thức về giao dịch. Các bạn hiểu những cái kiến thức về giao dịch rất là nhiều để mà các bạn biết cách giao dịch như thế nào, ra làm sao, phân tích. Và các anh chị biết rằng là gì? Sau đó là gì? Đi cùng thị trường trong cái group chat. Phân tích thị trường, nhận định thị trường ra sao như thế này. Đi cùng. Và sau đó các bạn biết rằng là gì? Những cái buổi Zoom liên tục. Những anh chị mà theo dõi cái kênh YouTube cũng thấy đó, là rất nhiều những cái buổi Zoom. Có những cái buổi thì tôi public, có những cái buổi thì tôi phải không public các bạn. Bởi vì không phải tôi ích kỷ đâu, mà có những cái thông tin mà nếu như các anh chị mà không cùng trong cái nhóm, các bạn không cùng tư duy, xong rồi là gì, các bạn lên trên đó các bạn nói những cái điều nó không hay, tôi không thích. Các bạn thấy những buổi Zoom cập nhật liên tục. Và đây là một cái quá trình. Chỉ có khi mà đi như vậy, đi cùng với thị trường, có những cái va chạm, có những cái vấp ngã, có những cái gọi là trải nghiệm, thì lúc này các bạn mới đúc kết ra được tại sao phải như vậy, tại sao rằng là gì mình phải đi với thị trường, tại sao những lúc này mình cần phải xử lý như vậy, thị trường nó đi như vậy mình phải làm sao, khi mà nó có một cái sóng hồi như thế này mình cần phải làm gì. Các bạn hiểu câu chuyện không? Thì khi đó thì cái kỹ năng nó mới hình thành được. Nên đó là lý do tại sao cái cách mà mình hướng dẫn các bạn ấy là vậy. Và tới thời điểm này là gì, mình khẳng định với những cái chiến lược của mình
cái cách mình chia sẻ thì các bạn khó mà các bạn gọi là các bạn thua lắm, trừ khi các bạn muốn thôi. Có rất nhiều bạn là gì, kiến thức cứng nha các anh chị, nhưng mà cái gì, cái kỹ năng này, cái bản lĩnh nó không có, nên phải đòi hỏi dành theo thời gian. Tôi khẳng định với các bạn rằng là gì, ở Việt Nam hiện tại chỉ có cách mà tôi đang làm nó rất là nghiêm túc, và nó gọi là cái sự thật các bạn. Cũng có một cái web về Tuệ Trading này nè, tôi sẽ chia sẻ cũng một khá cái thông tin trên này, nhưng mà thời gian này tôi khá là bệnh nên tôi không có viết được nhiều những thông tin trên này. Những bạn nào các bạn có thể vào nghe những cái podcast hoặc là những cái chia sẻ về kiến thức trên này nó cũng hay. Nhưng mà là gì, nó không đầy đủ lắm, bởi vì thực ra giai đoạn này tôi tập trung vào cái việc tôi phân tích, tôi nghiên cứu nhiều các bạn. Thì khi mà các bạn tập trung vào chính bản thân các bạn ấy, các bạn không lao sao ở bên ngoài, thì các bạn có những cái gọi là các bạn có những cái kỹ năng đặc biệt. Nó giống như kiểu này các anh chị này, có những cái anh chị mà họ đặt những cái câu hỏi rất là hay, giống như rằng là gì, có bạn này bạn đặt câu hỏi là gì, nó kiến thức, ví dụ tôi họ đặt câu hỏi là những cái nhận định của tôi ấy, là trong giai đoạn vừa rồi nó đúng đúng nhiều không, nó kéo đúng 99%. Có thể giải thích vì sao mà có những cái định hướng đó và lại nó đúng được nhiều như thế. Thì thực ra tôi chỉ nói một điều này các bạn này, các bạn cần phải làm sao các bạn thoát hết những cái group xe kèo độc lệ đi. Những cái group này ấy, là gì, các bạn vào trong này ấy, các bạn bị hoang mang lắm. Bản thân tôi cũng đã từng. Các bạn hãy tưởng tượng các bạn mới mua một đồng coin xong nó nói rằng là gì, đồng coin này không tốt, rồi là giá Bitcoin nó đi xuống, rồi là đồng coin khác tốt hơn. Các bạn thấy các bạn có bị hoang mang không? Hoang mang đúng không? Và khi các bạn áp dụng kiến thức mà các bạn tin vào chính bản thân các bạn ấy, là gì, các bạn buộc lòng các bạn là người ngồi trước cái màn hình, ngồi trước các bạn nhìn cái chart, và lúc đó các bạn sẽ dự phóng, các bạn đưa ra những cái kế hoạch, và các bạn chỉ tập trung vào giá thôi. Tức là lúc này rằng là gì, các bạn không cần quan tâm ở bên ngoài kia người ta nói gì, lúc này là gì, mình ngồi trước cái màn hình, mình nhìn vào cái chart, mình nhìn tổng thể thị trường, mình nhìn vào tất cả, thì mình sẽ có những cái dự phóng gì. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì khi đó là cái thứ mà nó giúp các anh chị tốt nhất, chứ không phải rằng là gì ai đó đưa ra những cái nhận định. Tôi khẳng định với các bạn rằng gì, nó là cái thứ xương sống để nó giúp các bạn đi với thị trường này. Những anh chị nào hiểu thì tốt, còn không hiểu thì chịu thôi. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Và cũng đừng tranh luận với ai các bạn. Ví dụ này, bây giờ các bạn đâu có biết được rằng là mấy tiếng nữa nó đi như thế nào. Ví dụ ở đây là gì, nếu như tôi nhìn thấy nè, với cái con sóng này nó tạo ra, ví dụ ở đây các bạn vào xem cái khung 30M thì các bạn thấy rằng là gì, nó tạo một cái vùng ở đây. Nhưng mà sao mình không chắc rằng là gì, giá nó tiếp tục hay đi lên đi xuống nữa hay không, mà tại vùng này mình phải quan sát những khung thời gian nhỏ hơn. Cái khung 5 phút các bạn thấy rằng là gì, cái lực nó suy yếu, mặc dù tăng rất là mạnh, lực suy yếu. Và cái này các bạn cũng cần quan sát cái cấu trúc tạo đỉnh mới, đúng không? Đấy, nếu như mà trường hợp mà nó về cái vùng, về vùng này là chúng ta thấy nó yếu nữa các bạn, yếu này, bất ổn. Nhưng mà sao có thể rằng nó về đây nó vẫn giữ cấu trúc đi sideways, các bạn hiểu? Thì là gì, với chiến lược đi sideways mình làm gì, với chiến lược rằng là gì, giá mà sao cấu trúc mà nó đi sideways trong cái khung như thế này, mình cần làm gì? Thì phải có chiến lược, chứ không thôi rằng là gì, các bạn trong thị trường này là gì, các bạn sẽ bị là con rối. Còn ví dụ các bạn nghe ai đó họ nói rằng là Bitcoin nó sẽ tăng, giống như sáng nó có một cái con sóng đúng không, đấy, Bitcoin nó tăng, thế bây giờ nó không tăng thì sao? Khả năng xử lý của mình như thế nào? Các chị hiểu câu chuyện này. Ví dụ rằng là gì, tôi có mua Bitcoin tại vùng này, tôi làm một cái lệnh long, và rằng là gì, tôi đã dời cái SL lên cái điểm hòa vốn này, thì cho dù thị trường nó đi như thế nào cũng không sao cả, cũng nằm trong cái kế hoạch, cũng nằm trong cái dự phóng của mình. Khi mà nằm trong cái dự phóng của mình thì mình đâu có gì lo lắng đâu. Và trường hợp rằng là gì, nếu như mà gì, một cái chiến lược nữa các bạn, tôi quan sát nếu mà về vùng này không giữ được, vẫn có khả năng rằng là gì, tôi cắt, tôi lời một cái đoạn từng này thôi, và tôi dùng cái đoạn này để dùng cho stop loss ở một cái vị thế đẹp hơn. Thấy nó là nhiều chiến lược đó các bạn, chứ không phải là gì chỉ khơi khơi đâu. Đấy, nên là hoàn thiện kỹ năng này là nó dành nhiều năm rồi. Nên tôi khẳng định với các bạn là gì, đầu tư tài chính nó không phù hợp cho những cái anh chị làm giàu nhanh. Nó không phù hợp cho những anh chị mà gì, các bạn không có cái chiều sâu trong tâm thức suy nghĩ các bạn. Các bạn cần phải suy nghĩ biết đúng hay biết sai. Tôi rất là thích cái việc là gì, tôi định hướng cái nhóm của tôi nó đúng đắn. Bởi vì trong này là gì, những anh chị có chiều sâu ngồi nói chuyện. Tức là các bạn biết rằng là gì, khi mà có cái sự hiểu biết, có cái sự khiêm nhường, có cái sự là gì, chúng ta hiểu, chúng ta nói chuyện với nhau, thì là gì, những lời lẽ, những cái câu nói chuyện các bạn, nó mang cái giá trị lắm. Và tôi rất thích, bởi vì rằng gì, cái cách mà gì chúng ta trân trọng nhau, chúng ta trân quý nhau, chúng ta chia sẻ kiến thức, bởi vì rằng là gì, ai cũng mong muốn cái điều tốt đẹp mà.
Và cái người mà họ trân quý thì các bạn chia sẻ những cái gì đó nó rất là hay, người ta rất là trân trọng, người ta biết ơn. Còn nếu như các bạn mà chia sẻ với những anh chị mà họ không đúng cái value của các bạn thì là gì? Các bạn nói khó chịu lắm, rồi các bạn nói các bạn bị mất năng lượng lắm. Nên thành ra là cái cách của tôi là tôi tập trung vào những cái anh chị mà có chiều sâu là vậy. Và một điều tôi chỉ muốn nói các bạn là có nhiều thứ về chốt lời và cắt lỗ, cái này cả một cái quá trình. Cái này là một cái skill mà tôi khẳng định với các bạn rằng là gì, các bạn cần phải có chiến lược. Bởi vì nếu mà không có chiến lược, các bạn đâu biết khi nào chốt lời, khi nào cắt lỗ đâu. Và là gì, mình cần phải nhìn ra những cái vấn đề, mình phải có cái rule, mình phải có những cái rule để mình áp dụng. Và có những cái lúc là mình cần phải linh hoạt, linh hoạt để xử lý tình huống. Nếu mà các bạn không linh hoạt thì gì, các bạn sẽ bị gì rơi vào những cái trạng thái rất là cứng nhắc. Nên là gì, thị trường trong trading các bạn không phải là gọi là 1 cộng 1 bằng 2, không phải là kiểu này đâu. Thị trường trading không phải vậy. Trading nó khác cái này lắm. Đầu tư cũng vậy, không phải như vậy đâu các bạn. Phải rất nhiều những cái phân tích, nên cái skill này thì không thể nào trong một sớm một chiều mà các bạn có được. Cái đó là tôi chia sẻ chân thành với các bạn là vậy. Nên là gì, đó lý do tại sao các bạn thấy rằng là cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn ấy là gì, nó có lộ trình đàng hoàng. Và ít nhất là gì, sau một năm trời các bạn hiểu được cái thị trường này nó là cái gì, các bạn biết được rằng nó có phù hợp với mình hay là không. Và là gì, thay vì nếu mà các bạn không phù hợp các bạn thấy ok các bạn rời đi, thì các bạn đỡ mất tiền ngu cho thị trường. Còn nếu như mà là gì, các bạn thật sự hiểu rằng nó phù hợp, thì các bạn sẽ tiếp tục đào sâu vào đó. Thì đó là cái giá trị mà tôi mang đến. Còn thành công các bạn, thành công trong thị trường này nó phụ thuộc vào chính các anh chị, không phải là một cái người thầy giỏi xong các bạn đầu tư thành công đâu, mà là phụ thuộc vào cái tố chất, cái tuệ của các bạn, và phụ thuộc vào cái việc là gì, cái sự nỗ lực của chính các anh chị. Cái sự nỗ lực nó rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không nỗ lực thì câu chuyện nó vẫn vậy, các bạn không có phát triển được gì nhiều, câu chuyện nó vẫn vậy các anh chị. Nên là gì, nhiều người cứ nói rằng là gì, em không thành công do như này như kia, không phải các bạn, mà là các bạn đã nỗ lực tới chưa. Thị trường này là gì, thành công là gì, phụ thuộc vào cái sự hiểu biết và cái tín ngộ của mỗi người. Có rất nhiều anh chị vào trong group đó các bạn, cũng vui lắm, tôi cũng chia sẻ cho các bạn nè. Có rất nhiều anh chị thì đào rất là sâu, nhưng có nhiều anh chị thì giống như trên trời rơi xuống vậy đó. Đưa cái danh mục rồi coi, các bạn hiểu không? Tức là có người thì họ chịu học, có người thì không. Và tôi không ép các bạn được. Các bạn biết rằng là gì, cũng giống như các bạn mua một cái điện thoại vậy đó. Các bạn muốn dùng nó chụp hình, các bạn muốn nghe nhạc, các bạn làm gì tùy thuộc các bạn. Nhưng mà cái cách của tôi, tôi lọc những anh chị họ nghiêm túc thật sự, họ vào trong cái nhóm. Và là gì, tôi chia sẻ hết mình tận tình trong nhóm đó. Và tới thời điểm này thì gì, tôi có cái định hướng các bạn. Thực ra học các bạn đâu cần thiết phải đến offline, đâu cần thiết phải đến cái hội trường đâu. Mọi thứ các bạn biết rằng là gì, mọi thứ trong này là gì, một cái quá trình. Cũng sâu cho các bạn, cái này cũng vui nè. Có một bạn nữ có một bạn nữ cái đây là một cái cũng khá hay các bạn. Có một bạn nữ nhắn tin qua Facebook cho tôi tham gia vào cái group học đây. Đây. Các bạn biết rằng là gì, bạn này á, là bạn ngày xưa á, bạn đã hỏi tôi là 3 năm trước các bạn. Bạn ấy hỏi là cái thời điểm là năm 2021 này. 21 là bạn nhắn tin, thì nếu đi dài hạn thì như thế nào thì tôi gửi cho thông tin tham gia vào cái nhóm. Sau khi bạn ấy đọc hết rồi, bạn không có feedback. Rồi hôm 14 tháng 4 này, bạn nhắn tin lại. Em chào anh, em theo dõi anh mấy năm rồi và đã từng hỏi lớp học của anh. Lúc đó em mới biết cái thị trường này thôi, và cũng sợ lừa đảo. Em xin lỗi, em không có ý nói anh, không sao cả các bạn, bình thường. Sau mấy năm miệt mài theo dõi anh các bạn thấy ghê không? Sau mấy năm miệt mài theo dõi anh, em cũng rất là ngại để liên lạc lần nữa để được học, vì đã từng hỏi, mong anh có thể cho em tham gia lớp. Thì là gì, đọc kỹ nội dung, tôi yêu cầu cứ đọc kỹ, phải đọc kỹ. Và là gì, cái lớp học này tôi chỉ nói các bạn là đầu tư là một cái quá trình dài, nó không phải là một sớm một chiều đâu các bạn.
tôi vẫn tin rằng là gì, cái giá trị thật nó sẽ đến với các bạn. Và gì, cái lớp học của anh là gì? Em đã hỏi lớp học của anh là ngày 7 tháng 4 này, 2021 này. Rất tiếc là lúc đó không mạnh dạn theo vì mới biết thị trường này, 2021 bị sợ lừa đảo. Và sau 3 năm theo dõi thì em tin là gì, tìm đúng thầy. Thì thực ra các bạn nhớ kỹ nè, bản thân tôi cũng có rất nhiều những cái sai lầm, bản thân tôi cũng có rất nhiều những cái va chạm, những cái vấp ngã. Và từ đó là gì, tôi hoàn thiện hơn con người của mình, và cũng hoàn thiện hơn cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn. Thế nên rằng là gì, đây là cái cách mà gì tôi hướng dẫn. Thì tôi yêu cầu các bạn ấy phải đọc kỹ, các bạn cần phải hiểu đích đến là gì, các bạn cần phải có cái kỹ năng để các bạn đứng trên đôi chân của các bạn. Chứ không phải là gì các bạn gọi là các bạn vào các bạn lấy kèo đâu, không phải các anh chị. Cái group này tôi nói thẳng luôn là không phải cái group hời hợt xe kèo. Nên nếu em muốn điều đó thì anh giúp em được, tức là đầu tư với chiều sâu, không phải hời hợt xe kèo. Còn đây không phải là kèo cọt đó. Và bạn ấy chuyển khoản, bạn ấy đồng ý. Thì thông thường những cái anh chị mà mới vào thì tôi sẽ dành một cái buổi Zoom, tôi sẽ nói chuyện rất là kỹ để sao, để các bạn ý thức được cái việc mà chúng ta đi với thị trường này như thế nào. Tôi khẳng định với các bạn là thị trường cho dù đi lên, đi xuống hay đi sideways vẫn kiếm được tiền. Và bạn này là ở Na Uy các bạn, ở Na Uy. Thì tôi chỉ muốn nói các bạn này, đầu tư tài chính nó một quá trình dài. Tôi khẳng định với các bạn rằng là gì, không có chuyện mà thành công trong một sớm một chiều. Và thành công nó phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của mỗi người. Kiến thức nó vậy các bạn, nhưng đào sâu vào đi thì các bạn sẽ thấy cái chân trời mới nó mở ra nha các anh chị. Thì thông qua cái video này tôi muốn nói các bạn rằng gì, đó là cái cách mà học, cái cách mà các bạn đi với thị trường này, cái cách các bạn là gì, các bạn đào sâu vào. Trên YouTube cũng có rất nhiều những cái kênh thông tin rất là hay. Trên YouTube và gì có rất nhiều những cái cuốn sách về đầu tư của Warren Buffett ra nhiều lắm các bạn. Và tất nhiên là có rất nhiều người sẽ chọn nhiều cách học khác nhau. Ví dụ như cá nhân tôi là gì, bên cạnh cái việc tự học thì tôi cũng đi học rất nhiều người thầy. Còn có một số bạn thì các bạn tự học thôi, các bạn lên YouTube các bạn tự học, các bạn đào sâu vào vẫn được. Còn có rất nhiều anh chị thì các bạn chấp nhận bỏ ra một ít tiền để các bạn đào sâu vào, các bạn học. Thì là gì, đâu có đúng sai đâu các bạn. Mỗi người có một lựa chọn. Thực ra trước đây là gì, tôi cũng hay có những cái gọi là tôi khá là ngại khi việc mà một số anh chị nói rằng là gì lừa đảo, lùa gà, rồi những cái người mà họ hướng dẫn họ có kiếm được tiền đâu, có đầu tư kiếm được tiền đâu. Thực ra ngày trước thì tôi cũng có suy nghĩ những cái đó nhiều các bạn. Tức là bây giờ mình cần phải giải thích, mình cần chứng minh những cái gì, đúng không? Nhưng sau này tôi hiểu ra là cái người mà họ trân quý các bạn thì họ không bao giờ hỏi những cái đó đâu. Bởi vì họ thấy những cái chia sẻ của mình, họ hiểu được cái năng lực của mình. Và bên cạnh cái việc đầu tư các bạn, cái việc mà chia sẻ với những anh chị ấy, cái việc làm những cái podcast, làm những cái video ấy, nó cũng mang lại cái niềm vui các bạn. Chứ không phải là ngồi trước màn hình trôi trét đâu. Và tôi thì tôi đào sâu vào trong cái việc là gì, hiểu rõ cái thị trường và làm sao để mà một cái con người họ có cái hướng đi nó đúng. Thế nên rằng là gì, những cái chia sẻ của tôi nó sẽ thật. Tôi khẳng định với các bạn là trong những cái chia sẻ này là gì, toàn là những sự thật thôi. Về thị trường này, thị trường này không phải dễ ăn. Ai nói với các bạn thị trường này làm giàu dễ thì nói xạo. Ai nói với các bạn mà học xong một cái mà có thể kiếm được tiền ngay là nói xạo. Và tất nhiên rằng là gì, cái việc học nó đòi hỏi một cái quá trình dài. Và cách của tôi là gì, tôi dành thời gian cho những anh chị xứng đáng. Cái đó tôi nói thật. Bởi vì tôi đã từng, các bạn, đây là chia sẻ thật lòng nha. Tôi cũng có những cái nhóm, trước đây cũng có một số anh chị các bạn không có tiền, các bạn thua trong thị trường này nhiều lắm. Rồi rằng là gì, khi mà thấy các bạn thua như vậy tôi thấy rất là tội. Tôi cũng cho vào học. Thậm chí có một số bạn thì không đóng tiền. Một số bạn thì gọi là chỉ cho đóng một vài triệu cho vui, tượng trưng để chịu khó. Nhưng mà tôi thấy các bạn, đây là một cái mà tôi chia sẻ thật lòng nhé, là có thể cái cách các anh chị sống như thế nào mà nó tạo nên cái kết quả của các bạn như hiện tại. Mà các bạn làm sao các bạn không có nổi, ví dụ như là 1.000 đô, 2.000 đô. Rồi tại sao các bạn thua trong thị trường này? Bởi vì cái sự hời hợt, cái sự không nghiêm túc, cái sự là gì, thiếu cái sự quyết tâm. Thế nên khi mà tôi hiểu điều đó các bạn, thì tôi thấy rằng là gì, phải có cái sự chọn lọc. Thì khi mà có cái sự chọn lọc là gì, các bạn có cái sự nghiêm túc. Các bạn hãy tưởng tượng là gì, những cái thứ miễn phí các bạn không trân trọng đâu. Nhưng khi các bạn bỏ tiền ra thì câu chuyện khác, lúc này các bạn mới chịu đào sâu vào. Và bỏ ít tiền với bỏ nhiều tiền nó khác nhau nữa các bạn. Bỏ nhiều tiền là các bạn trân trọng, trân quý hơn. Còn cái việc bỏ ít tiền là các bạn không trân quý.
Thế nên đó là lý do tại sao rằng là gì, tôi nghĩ rằng là gì, cái việc mà gì lựa chọn là của mỗi anh chị, và quan trọng nhất là gì, vẫn là cái câu chuyện là các bạn hãy làm sao gọi là các bạn hiểu được mình cần gì và muốn gì. Cái đó là cái thứ mà quan trọng đó các bạn. Khi các bạn hiểu các bạn cần gì và muốn gì á, thì các bạn mới biết cách các bạn đến với cái thị trường này. Các bạn muốn có những kiến thức, có những cái kinh nghiệm, có được những cái thứ người khác chia sẻ, thì các bạn có rất nhiều lựa chọn. Một là tự học, hai là các bạn bỏ tiền ra để người ta dành thời gian cho bạn. Và tôi thấy rằng là gì, đó là cái cách mà của tôi khẳng định rằng là gì, những anh chị họ đến, họ dành gọi là thời gian, công sức, tiền bạc họ bỏ ra thì họ nhận lại xứng đáng. Còn những anh chị mà các bạn mà gì các bạn cứ đi tìm kèo thì chắc chắn rằng gì đích đến nó không phải là một cái điều tốt đẹp. Và cái group của tôi thì tôi không dành cho những anh chị như vậy. Nên thông qua cái group này tôi cũng muốn giải thích cho các bạn. Cũng có một cái group nhập môn. Có một bạn hỏi, cái này cũng hay nè. Em đang theo dõi khoa học nhập môn nè. Rồi, nhưng em hơi lên cái một điều muốn anh giải đáp là ví dụ cái business á. Ví dụ cái business này thì mình cung cấp giá trị cho khách hàng, mình nhận được lợi nhuận. Còn đầu tư tài chính thì mình có cho được giá trị gì để nhận được lợi nhuận không ạ? Hay là chỉ ai giỏi hơn thì thắng tiền từ người khác như kênh bạc? Thì với cá nhân tôi các bạn, khi mà ngày xưa tôi mới vào thị trường đầu tư tài chính ấy, thì đúng là mình là con bạc đúng nghĩa. Bởi vì mình không có kiến thức, mình không có kỹ năng, mình không có một cái thái độ tiếp cận đúng. Nhưng khi mà các bạn có kiến thức ấy, thì tôi khẳng định các bạn là gì, thị trường nó luôn có những cái dấu hiệu. Các bạn thấy rằng là gì, có những cái dấu hiệu đẹp thì các bạn mới vào tiền chứ. Còn dấu hiệu không đẹp thì mình không có vào tiền. Và mình kiểm soát được những cái cơ hội, những cái rủi ro. Mình kiểm soát được cái số tiền mình vào tiền này, mình có stop loss, mình quản trị được. Thế nên rằng là gì các bạn, là kênh bạc hay là đầu tư phụ thuộc vào cái cách mà các bạn nhìn vào thị trường này, cái cách mà các bạn tiếp cận. Các bạn nghĩ rằng là kinh doanh có phải là đánh bạc không? Nhiều người kinh doanh phá sản nhiều đúng không? Thực ra các bạn thấy cuối cùng nó vẫn bản chất là gì? Nếu mà không có kiến thức là cũng giống như đánh bạc hết rồi. Tôi thấy nhiều anh chị các bạn vào kinh doanh mà các bạn đâu có kỹ năng gì đâu. Và cuối cùng là gì? Các bạn mất tiền đúng không? Thì mất tiền á, thì cuối cùng nó cũng giống như các bạn đầu tư một cái phi vụ bên crypto và các bạn thua lỗ thôi. Kết quả cuối cùng giống nhau, đều là mất tiền. Nhưng tại sao cái người đầu tư crypto thì nhiều người nói là mất bạc do thị trường, do người này người kia. Nhưng cái người kinh doanh thì họ ít đổ lỗi đúng không? Nên quay trở lại câu chuyện đó các bạn. Tôi khẳng định với các bạn là gì? Đầu tư hay là trading, nó là kênh bạc thì do cái cách mà các bạn nhìn. Còn với một cái góc nhìn là trí tuệ thì câu chuyện nó lại khác. Rồi cũng ví dụ như cái business đó, cung cấp giá trị cho khách hàng. Thực ra các bạn thấy cái business đó, cũng có rất nhiều anh chị họ làm những cái business không tốt. Các bạn thấy là gì? Những cái sản phẩm kém chất lượng nè, rồi scam lừa đảo đủ các kiểu, bất động sản cũng vậy đúng không? Nhưng bên cạnh đó các bạn thấy cũng có rất nhiều người họ làm business rất là tốt. Họ cung cấp giá trị thật cho khách hàng. Họ mang lại cái giá trị cho khách hàng, mang lại giá trị thật sự, gọi là thật sự. Và đó là lý do tại sao mà cái cách của tôi cũng vậy. Tôi làm cái group mà đầu tư này, tôi chia sẻ trong này cũng là gì? Tôi mang lại giá trị thật sự, tôi khẳng định là như vậy. Và những anh chị mà trong group mà nhập môn này, tôi khẳng định các bạn là gì? Những cái gì tôi chia sẻ nó đều thật hết á. Thị trường này ai hỏi gì tôi nói thật như thế, không phải là để chốt sale các bạn vào lớp học đâu. Nên khi nói thật, sự thật nó mất lòng. Và là gì? Các bạn hiểu được bản chất để các bạn là gì? Các bạn tiếp cận cho nó đúng. Chứ thị trường tài chính này rất là nguy hiểm. Rồi rằng là gì? Bên cạnh đó cũng có rất nhiều những thông tin người ta nói về cái thị trường này. Ví dụ như đó, cũng bạn này hỏi này, là anh có thể cho em hỏi quan điểm của anh là gì? Do lên cánh với thị trường này, gọi là thị trường này mới, như chứng khoán, mình hiểu là đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu của công ty này. Công ty phát triển thì mình được chia lợi nhuận, còn crypto thì không hiểu cách vận hành. Thực ra cái câu hỏi mà để hiểu về cái cách vận hành của thị trường crypto thì các bạn cần phải dành thời gian rất là nhiều để mà hiểu được nó. Thì không vội, thực ra khi mà các bạn có một cái đam mê thì các bạn sẽ biết cách, các bạn tìm hiểu thôi. Khi mà đam mê rồi, các bạn biết rằng đam mê là mình dành thời gian ngày đêm cho nó. Chứ không phải đam mê mà gì mình vào mình chỉ nhìn tiền. Không phải các bạn. Khi các bạn đam mê, các bạn sẽ dành thời gian, các bạn đặt câu hỏi tại sao thị trường nó đi như vậy, những cái giai đoạn này tâm lý của đám đông nó sẽ nghĩ gì, tại sao vùng này là gì, cái vùng mà gì giá nó lại dừng lại, tại sao vùng này là những cái dấu hiệu, cách mình hành động như thế nào, vân vân. Thì khi câu chuyện các bạn hiểu thì nó khác, anh chị.
Nên đó là lý do tại sao mà tôi chia sẻ các bạn là như vậy. Thị trường này nó vậy các bạn. Và tôi vẫn tin rằng là gì? Cái cách mà chúng ta dùng trí tuệ chúng ta đầu tư vào thị trường này. Và tôi vẫn tin rằng là gì? Một cái cách để tôi set up một cái nơi mà chia sẻ sự thật về cái thị trường này. Bên cạnh ở bên ngoài kia thì nhiều cái scam lừa đảo. Nhưng tôi định hướng là các bạn là gì? Cái kênh Tuệ Trading, cái khóa học về đầu tư crypto dạng này là một cái nơi chia sẻ về sự thật. Và cái nơi mà các bạn, nếu mà những các bạn nghiêm túc thì các bạn sẽ có những cái skill, những cái kỹ năng. Và những kỹ năng này tôi khẳng định là các bạn đi với thị trường thì gì? Các bạn khó mà thua lắm. Thua hay không là do cái việc các bạn có quản trị được chính mình hay không thôi các bạn. Và đào trong chiều sâu vào, sẽ có một cái video tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chiều sâu để các bạn là gì, các bạn biết cách làm sao quản trị được những cái đó. Nên là gì, cái việc học trong thị trường này mình phải trả giá thời gian, công sức, tiền bạc để mà mình cuối cùng là gì, mình hiểu được cái thị trường nó vận hành như thế nào. Khi các bạn dành thời gian cho cái việc đó thì tôi khẳng định luôn là gì, tiền bạc là cái thứ nó sẽ đến với các chị nha các bạn. Rồi, cái video chỉ vậy thôi. Lâu lắm không làm video thì tôi chỉ muốn nói cho các bạn rằng là gì, cái việc học tập trong thị trường nó đòi hỏi những cái như vậy. Và chiến lược hay sự chuẩn bị cũng phải như vậy. Một quá trình nó dài như vậy. Chứ còn là gì, không có chuyện mà học một khóa học mà ai đó dạy các bạn rồi đảm bảo thành công đâu. Thành công nó phụ thuộc chính vào mình. Mình đi mà mình bắt người khác mà đảm bảo thành công cho chính mình thì nó vô lý lắm các bạn. Nó không có chiều sâu. Và tôi đánh giá những cái câu hỏi như vậy á, là các bạn thiếu trách nhiệm lắm. Và là gì, cái việc học nó một quá trình dài. Cái thứ gì mà càng khó các bạn học, học mà nó khó thì cái thứ nó giá trị. Chứ còn mà học mà dễ quá rồi ảo tưởng thì cuối cùng trả giá đắt lắm các bạn ạ. Rồi, ok. Thì hy vọng cái video nó cũng mang lại giá trị gì đó cho các anh chị. Hẹn gặp các anh chị trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.